Hai, xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cây Cảnh Mini. Và hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2021. Thì hôm nay con xin giới thiệu với tất cả cô chú anh chị, đó là một cái lô Linh Sam 86 nha cô chú anh chị. Lô Linh Sam 86 này thì thuộc dạng bụi ha. Đó, thuộc dạng bụi và cây mini nha cô chú anh chị ơi, cây từ ngón út trở lên ha. Đó, này nguyên một cái dạng bụi nè, cái này rất là thích hợp cho cô chú anh chị chơi cụm rừng ha. Đó, cái này rất là thích hợp cho cô chú anh chị chơi cụm rừng. Nói chung là hàng này cái thân của nó khoảng ngón tay út nha cô chú anh chị. Nó và chiều cao của nó là tầm khoảng là 20 cm ha, là chiều cao ha. Đó. Nói chung là con sẽ lấy ngẫu nhiên. Đó, con sẽ lấy ngẫu nhiên ha. Và mấy em này là hiện tại con còn số lượng cũng khá nhiều nha cô chú anh chị. Cái này thì con giao lưu giá 43.000 một cây ha. Đó, nói chung là cây lùn nhưng mà chi tàn cực kỳ nhiều. Cô chú anh chị về có thể làm một cây bonsai mini mình chơi liền luôn ha. Nó những em này thì con giao lưu giá 43.000 một cây nha cô chú anh chị ơi. Nói chung là giá rất là ok nha. Bông thì con mới vừa quay đầu clip rồi đó. Đây nè, bông rất là đẹp luôn, rất đẹp và thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Đây là em Linh Sam 86 ha. Đó, bông nó quá đẹp. Rồi, mấy em này thì 43.000 một cây thôi. Cô chú anh chị có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại là 0387849762 gặp mẫn ha cô chú anh chị. Đó, mấy em này là nói thiệt cô chú anh chị là tùy cây nha cô chú anh chị, có cây cao khoảng ba mấy luôn nhưng mà con sẽ lấy ngẫu nhiên ha, con sẽ lấy ngẫu nhiên cho tất cả cô chú anh chị. Rồi, con xin tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ con trong thời gian qua, và cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và like mỗi khi con lên video ha. Rồi con xin tạm dừng video tại đây ạ.